Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm nước xúc miệng tối kin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về nước súc miệng tối kin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của nước xúc miệng tối kin Chlorhexidine D-Gluconate 0,12% Natri fluorid 0,05% Tinh dầu quế, bạc hà Dạng bào chế Dung dịch xúc miệng Công dụng và chỉ định Hỗ trợ phòng ngừa chống viêm nha chu, viêm lợi, nhiệt miệng vệ sinh răng miệng, ngăn ngừa hôi miệng và sâu răng. Phòng chống viêm họng cấp, mãn tính do hội chứng trào ngược dạ dày. Cách dùng, liều dùng. Xúc miệng trong 30 giây với khoảng 15ml đến 20ml dung dịch. Sử dụng 2 đến 3 lần một ngày. Không nên ăn uống trong vòng 30 phút trước và sau khi xúc miệng. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm nước xúc miệng tối kim, đồng thời biết cách sử dụng nước xúc miệng tối kim, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham